Mình là người đầu tiên đến đây. Chuyện gì đã xảy ra vậy chứ? Rõ ràng là thời tiết thứ sáu mới có tuyết mà. Tuyết đã rơi từ lúc bắt đầu giờ học rồi mà. Hả? Thật sự tuyết rơi nhiều lắm luôn. Hả? Bạn biết có tuyết rơi luôn hả Chanu? Chứ sao, tất nhiên là biết rồi. Sao biết được, rèm kéo lại rồi mà. Là do sự khác biệt về nhiệt độ. Từ tiết đầu tiên, nếu như bạn cứ nhìn qua rèm cửa thay vì nhìn lên bảng, xuyên qua tấm rèm, bạn sẽ nhìn thấy bên ngoài rất rõ ràng sau tiết thứ ba rồi. Hai, tuyết rơi vậy vậy sao mà về nhà được? Ủa? Đừng lo mà Cho-yon à, rồi ba mẹ của bạn sẽ tới đón bạn thôi, đúng không nè? Đứa trẻ được yêu thương nhất sẽ được trở về nhà đầu tiên, có biết chưa? Nhanh lên đi con gái à, trễ giờ đến lớp học trượt ba tin rồi. Dạ, mẹ ơi, hôm nay tuyết tan rồi, con muốn ở nhà nghỉ ngơi. Sao có thể đi trượt ba tin trong thời tiết như vậy được hả mẹ? Ên Huy à, con có biết học phí bao nhiêu hay không? Đừng có nghỉ học mà. Cậu Sơn Hôn à, cậu Sơn Hôn à. Ba ơi. Ba mẹ ông ơi. Sao ba mẹ lại bỏ cửa hàng mà đến trường đón con vậy? Con trai của ba quan trọng hơn cửa hàng chứ. Cửa hàng đâu phải chuyện lớn đâu. Chúng con chào cô chú. Chào các con. Các con chắc là những người bạn mà Danghi hay nhắc tới rồi. Có một chút đồ ăn các con cầm đi. Chúng con cảm ơn cô chú rất nhiều. Danghi à, sáng mai gặp lại nha. Tạm biệt các bạn. Sao mẹ của mình lại đến lâu như vậy chú? Từ từ đã Đôn Đôn nè. Tiết đang chơi mà, vì vậy đường xá kẹt xe lắm. Trời đỡ gió rồi nè, mình phải chạy về nhà mới được. Mai gặp lại nha. Đợi đã Dương Sóc à, lỡ như mẹ bạn đến trường đón bạn thì phải làm sao đây? Ôi trời ơi, chắc hẳn là thằng bé sẽ thất vọng lắm đây. Là ai vậy? Có vẻ no nê ha, no nê quá luôn ha. Dạ phải, cái bụng no căng luôn rồi mẹ ơi. Ôi trời đất ơi, không biết con là con gái của ai nữa. Mẹ của Jun Suk phải đến cửa hàng lưu niệm hả mẹ? Phải đó. Chị ấy không thể bỏ cửa hàng được, nên chị ấy không thể đón con trai của mình, thậm chí là vào những ngày như vậy. À, thì ra đây là lý do mà lâu lắm rồi con không gặp mẹ của bạn ấy. Cẩn thận đó con. Con có biết con đang có một cuộc sống rất tuyệt vời hay không? Mẹ của con ở nhà, nấu cơm cho con ăn, lo cho con từng giấc ngủ và còn chăm sóc cho con những lúc như vậy nữa. Và cũng rất hay cằn nhằn con nữa. Con nói cái gì vậy hả? Mẹ ơi, mẹ có thấy có gì đó trống trống không? Cái gì chứ? Bụng của con hả? Sao suốt ngày con cứ cảm thấy bụng trống hoài vậy? Kiên nhẫn chút đi. Ở nhà mẹ đã làm món kim chi ngon lắm, lát về ăn. Không có, con đâu có nói cảm thấy bụng trống đâu. Vậy chứ cái gì trống? Con có biết không có người mẹ nào trên đời này hoàn hảo như mẹ đâu. Phải nuôi ba đứa con, cho các con những bữa ăn ấm cúng, đón các con vào những ngày tuyết như vậy. Mẹ nghĩ mình đã quá hoàn hảo để trở thành... Ủa? Ôi trời ơi, Jun Suk à, em bị cảm lạnh rồi hả? Dạ, em nghĩ chắc vậy rồi. Sáng nay em đã uống thuốc chưa vậy? Nếu cảm thấy không khỏe thì em nên tới bệnh viện đi. Em có muốn cô gọi cho mẹ của em hay không? Dạ thôi, không cần đâu cô. Cảm ơn cô, em ổn mà. Em sẽ đỡ ngay thôi, nên không cần uống thuốc, cũng không cần đi bệnh viện. Bởi vì mẹ của bạn ấy rất bận, nên không thể lo cho bạn ấy được. Thật sao? Nếu như em cảm thấy trong người mệt hơn thì hãy nói cho cô biết, được không? Dạ, thưa cô em biết rồi.
Nếu như mình đi bệnh viện, chắc chắn mình sẽ phải tốn tiền. Nè, bạn có thể sử dụng cái này. Ồ, cảm ơn nhiều nha. Ồ, hôm nay anh Huy bị cái gì vậy chú? Cẩn thận đi, coi chừng bị nhiễm bệnh cho mình luôn á. Biết ngay là không tốt lành gì rồi. Anh Huy à. Cái gì? Hôm qua mình có nướng khoai lang nè. Hay quá. Nửa bò, nửa bào ngư, nhìn ngon quá đi nhà. Thiệt không đó, đang nghĩ là mùi vị cũng ngon lắm. Dạ phải. Nè, đem cho Vincent trước khi nó nguội. Mẹ đâu phải là mẹ của bạn ấy đâu, đâu cần làm vậy. Lúc đi chợ, mẹ vừa ghé qua cửa hàng của mẹ Vincent một chút. Chị ấy đang rất lo cho Vincent, thằng bé đang bị bệnh, con có biết hay không? Con có biết chuyện đó, nhưng con đã thấy là bò và bào ngư được nấu nhiều hơn bình thường. Vì vậy con cũng phải được nếm thử một chút. Chị em đâu? Mau ra đây đi. Tụi con muốn ăn cháo. Tụi con muốn ăn cháo. Tụi con muốn ăn cháo. Đừng có làm mấy cái trò trẻ con nữa. Mấy đứa hãy thôi ngay đi, có nghe hay không? Nấu cháo bào ngư rồi còn kêu đem cho Ly Jun sức nữa. Cho cha đu. Bên này nè, bên này. Nè, Ly Jun sức. Không phải là giỡn đó chứ. Mẹ đã nói là bạn ấy bị bệnh, sao bạn ấy còn ra ngoài chơi? Thật là đáng tiếc, mẹ bạn ấy đang bận rộn với cửa hàng. Bạn ấy là con trai duy nhất nên không có ai ở nhà với bạn ấy hết. À vậy sao? Mình còn nhớ là... Các bạn à, chơi đủ rồi, chúng ta về nhà thôi. Được rồi, mình mà về trễ giờ cơm là mẹ mình sẽ không bao giờ nấu cơm cho mình ăn nữa đâu. Duyên Sức à, bạn cũng đi về nhà mà, có đúng không? À không đâu, mình sẽ ở lại chơi một chút xíu nữa. Duyên Sức không về nhà và ở lại chơi một mình. Cho cha đu à, bạn đang làm gì ở đây vậy? Ôi trời ơi, người bạn tốt Duyên Sức à. Bạn cảm thấy rất cô đơn có đúng không? Thôi đừng lo, hôm nay mình sẽ chơi cùng với bạn nha. Hả? Chuyện gì vậy chứ? Sao hôm nay bạn lạ quá vậy? Kỳ lạ quá, sao tim mình đập mạnh dữ vậy nè? Cha đu không có nghe thấy đâu chứ? Nè, mình sẽ không mang đi liền đâu, bạn cứ ăn chậm thôi. Ồ, à, tại đồ ăn ngon quá, mình không thể dừng lại. Wow, mẹ của bạn tuyệt vời thiệt. Không có bò, không có bào ngư, nhưng mà mùi vị giống y như cháo bò bào ngư vậy. À, đúng vậy ha. Wow, đây là ba của bạn hả? Wow, chú ấy đẹp trai quá trời luôn. Bạn không giống chú ấy chút nào hết á. Đúng vậy, thật ra thì ba của mình đã đi một năm nay rồi. Cái gì? Mình xin lỗi bạn nhiều nha. Thiệt tình là mình không biết. Hả? Vui sớt à, đừng buồn và cảm thấy cô đơn. Cho dù ba của bạn không ở bên cạnh bạn, bạn phải sống thật mạnh mẽ và can đảm lên được không? Được, cảm ơn. Cha, cha đu à. Vui sớt à. Vui sớt à. Mẹ, không phải vậy đâu. Không phải như mẹ nhìn thấy đâu mà. Cái gì, mẹ đâu có nói gì đâu. Cô ơi cô, con rất lấy làm tiếc về những việc liên quan tới chú. Hả? Cô đừng có cười nổ được không? Con cảm thấy xấu hổ quá đi. Được rồi, xin lỗi con cha đu. Nhưng mà cô không thể nào dừng được. Gì? Tất cả là lỗi của bạn hết á. Đáng lẽ ra bạn nên nói cho mình biết trước là ba của bạn là thuyền trưởng chứ. Thì mình cũng đang định nói chứ bộ. Wow, tất cả những thứ này là... Phải, là ba mình cho mình á. Ba mình gửi từ nước ngoài về. Mà nè, mình không hiểu tại sao bạn phải ra ngoài chơi. Trong khi ở nhà, bạn có quá trời đồ chơi luôn. Cha đu à. Thường xuyên đến đây dặn cơm nha, cha đu. Dạ.
tất nhiên con sẽ đến thường xuyên mà. Mình biết trước rồi mà, mình biết chuyện này sẽ xảy ra. Tại sao mẹ lại nói như vậy chứ? Cẩn thận dùm đi, đây là quà sinh nhật của ba mình tặng cho mình. Dương Sắc à, hẹn gặp lại bạn vào ngày mai nha. Hẹn gặp lại mấy bạn. Các bạn à, ngày mốt là Giáng sinh rồi, tại sao chúng ta không tổ chức tiệc chứ? Bữa tiệc Giáng sinh. Bạn nói bữa tiệc Giáng sinh sao? Vui lắm mà nha, nếu chúng ta tổ chức tiệc. Xin lỗi các bạn, nhưng mình không thể tham dự được, bởi vì mình bận phải đến cửa hàng để giúp mẹ mình vào đêm Giáng sinh rồi. Những ngày này chính là ngày bận nhất trong năm của cửa hàng nhà mình đó. Vui sức à. Không có sao, các bạn đừng bận tâm, các bạn cứ chơi vui vẻ đi nha. Hẹn gặp lại, tạm biệt ha. Đợi đã. Mình nói nghe nè, chúng ta có thể tổ chức tiệc Giáng sinh tại nhà của bạn không? Mình nghĩ không có nơi nào tốt hơn nhà bạn nữa đâu. Sao đu nè, sao bạn lại nói như vậy khi đã biết hoàn cảnh của bạn ấy bây giờ chứ? Đơn đơn nói đúng, Dương Sức không thể đến dự tiệc, sao bạn có thể hỏi mượn nhà bạn ấy chứ? Tại sao bạn ấy không thể tới dự tiệc? Dương Sức sẽ tham gia dự tiệc cùng với chúng ta. Dạ được, chị đợi một chút. Dương Sức à. Dạ, con đến ngay. Dạ đây mẹ, khăn choà cổ đỏ, đúng không mẹ? Ủa, nhìn bên kia kìa, họ đang làm cái gì ở phía trước cửa hàng vậy? Nhìn mấy đứa nhỏ kia kìa, chúng dễ thương quá đi à. Cảm ơn các con rất nhiều nha. Tất cả quà mà cô chuẩn bị đã bán hết rồi, nên cô có thể đóng cửa sớm hơn một chút. Hay quá đi. Cô ơi con, vậy là Dương Sức có thể tham gia tiệc với chúng con rồi, có đúng không con? Em yêu Dương Sức à. Ba ơi. Tạm biệt các bạn, Giáng sinh vui vẻ nha. Cái này đâu có nằm trong kế hoạch đâu. Được rồi cha đu à, chúng ta rất vui khi thấy Dương Sức vui vẻ mà, không phải hay sao? Bạn nói đúng đó Minchi à. Mình nghĩ chúng ta cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc khi được ở bên gia đình mình vào ngày Giáng sinh. Đúng đó. Tạm biệt nha, Giáng sinh vui vẻ. Nhận tiền tiêu giặt đây nè. Ôi trời ơi, sao ngày phát tiền tiêu giặt đến nhanh vậy không biết nữa. Nghe đây, các con sẽ không được mẹ cho thêm đâu biết chưa, cho nên phải tiết kiệm à. Cái bụng của mình hình như bị đói rồi, có đúng không? Ngày mai mình sẽ ăn thỏa thích bánh gạo cay và kem để lấp đầy cái bụng của mình. Còn em sẽ mua cái kẹp tóc mà em thích từ lâu. Chị Cha Đu và chị Mimi ơi, em có chuyện muốn nói hai chị nè. Cái gì chứ? Không thể nào. Em đang nói thiệt đó, hai chị hãy nhìn đi. Vậy là thật rồi, chị đã mượn tiền của em nhiều như vậy hay sao? Bỏ thêm vào 1 đồng, bỏ thêm vào 2 đồng.
Dạ trời, Barbie đã tích cóp số heo đất này từ bao giờ nha? Một nửa số tiền trong heo đất đó, chị dám chắc là tiền của chị đó. Đóng lại. Người giàu nhất ở trong nhà mình có lẽ là Barbie, chứ không phải là ba và mẹ của mình đâu. Đúng vậy, chị em ấy đã bỏ hết tiền vào ngân hàng heo đất rồi. Thiệt là hết nói nổi. Tên nhóc keo kiệt này, sao lại có thể gom góp hết tiền bạc của gia đình như vậy chứ? Chị nói rất đúng, thật là quá đáng mà. Không thể để yên được, chị phải nói chuyện với em ấy mới được. Đúng lắm, chị phải nói em ấy biết những gì mà chúng ta đang suy nghĩ mới được. Chị không tin nổi là em mới tí tuổi mà đã tham lam như vậy rồi đó. Em đang bóc lột từng đồng tiền xương máu của tụi chị, em có biết không? Barbie à, em đó. Gì vậy? Không ngờ em vẽ tranh đẹp quá. Barbie của chị giỏi ghê. Thiệt không? Thiệt mà, thiệt mà. Em nhìn thử đi. Con sư tử này em vẽ nhìn giống y như thiệt luôn. Nhưng đây là chó con mà. Hả? Vậy sao? À, chị biết mà, dĩ nhiên là chó con rồi. Ý chị tuy bây giờ chỉ là chó con, nhưng khi lớn lên nó sẽ nhìn giống y như một con sư tử vậy đó. Thật vậy hả? Đáng yêu ghê. Đứa em trai của chị đáng yêu quá à. Chị lại muốn mượn tiền của em nữa rồi, có đúng không? Ôi trời ơi, em trai của chị không những vẻ đẹp như họa sĩ mà còn thông minh nữa chứ. Đúng vậy đó, em có thể cho chị mượn mấy ngàn won có được không? Ủa? Mà chị mượn để làm gì? À, để chị đi mua kem. Không những như vậy, chị cũng sẽ mua cho em một cây kem nữa, chịu không? Hả? Không bao giờ. Vì sao chứ? Chị vẫn còn nợ em chưa trả hết tiền mà còn muốn mượn thêm để mua kem nữa hả? Từ từ chị trả mà. Chị đúng là một con ve sầu. Hả? Là gì? Chị chính là một con ve sầu lười biếng, chỉ lo ca hát không biết chuẩn bị cho mùa đông sắp tới. Mùa đông sắp sửa tới rồi, và em ghét nhất là bị đói và bị lạnh. Cho nên dù chị có đến gian này cầu xin em cỡ nào đi nữa, em cũng không bao giờ giúp chị đâu. Đừng nói nữa. Chị cứ chơi đùa thỏa thích đi, mùa hè sẽ qua sớm thôi. Chị ơi, chị có ổn không? Mimi à, chị không hiểu cái gì vừa mới xảy ra với chị nữa. 10 năm sống trên đời giống như bị bỏ đi vậy. A B C D E F G S I J K. Barbie, em có muốn chị kể cho em nghe lý do vì sao chị biến thành con ve sầu hay không hả? Hồi lúc trước á, chị rất tiết kiệm tiền và cũng là một chú kiến chăm chỉ giống như em vậy. Mấy con heo đất của em bây giờ sao? So với số heo đất mà chị tích lũy được lúc bằng tuổi của em thì chúng chẳng là gì so với của chị đâu em à. Con gái ngoan của mẹ. Cầm lấy cho con 200 won. Ba ơi. Của con đây. Thả vô đây, đời mình sẽ trở thành giàu có. Đúng vậy, lúc đó chị đã nghĩ rằng mình sẽ thật giàu có cho tới khi có một chuyện xảy ra. Thật sao? Ba mẹ định sẽ làm nhà vệ sinh mới cho nhà của chúng ta sao? À, đúng rồi con, thời gian qua rất bất tiện phải không? Dạ. Vì vậy mẹ mới nghĩ là lấy số tiền cha Đu đã dành dụm để làm nhà vệ sinh, con thấy có được không vậy? À. Phải đó cha Đu à, tiết kiệm tiền là để làm những việc cần thiết, như là việc làm nhà vệ sinh mới chẳng hạn. Phải rồi, và sau khi đã hoàn thành xong, chúng ta sẽ gọi là nhà vệ sinh của cha Đu. Nhà vệ sinh có tên của cha Đu luôn. Sao con à, con đồng ý chứ.
từ ngày đó, mỗi lần có việc gì cần tới tiền, ba mẹ đều cùng tới để tìm chị. Chà đùa. Ôi trời ơi, mẹ thật sự là vui lắm. Chà đùa. Cố lên. Nhà chúng ta có thêm máy giặt và tivi mới, mà mấy con heo đất của chị thì cũng dần dần biến mất hết. Chính vì vậy chị đã quyết định. Mẹ ơi, mẹ cho con tiền đi. Ôi trời ơi, con gái ngoan, con xin tiền để bỏ ống heo hả con? Đây nè. Bỏ ống heo sao? Tại sao mình phải làm vậy chứ? Sao thế nào hả? Em còn định để dành tiền nữa hay không? Vẫn còn là trẻ con thì thích ăn gì cứ ăn đi, thích mua gì cứ mua. Em cứ sống cho thật vô tư và thoải mái. Em có hiểu chị muốn nói gì không? Dù sao thì muốn chị nói thêm một bí mật nữa không? À, mẹ định đổi máy sưởi mới đó. Em cảm ơn chị đã nói cho em biết nha. Vì vậy cho nên trước khi ba mẹ lấy hết tiền của em thì hãy rộng lượng với tụi chị một chút. Thôi được rồi. Thành công. Chị ơi, em có thể ở cùng với chúng thêm một đêm nữa có được không? À, nếu như em muốn thì đương nhiên là được rồi. Nhưng mà phải nhớ những gì chị đã nói với em. Em đừng có quên là mùa đông sắp tới rồi và nhà chúng ta đang cần máy sưởi mới. Nhưng em thấy tội nghiệp cho Barbie quá. Em bị làm sao vậy hả? Gì chứ, vừa mới theo phe chị xong bây giờ tự nhiên lại muốn trở nên tốt bụng là sao? Nếu như vậy thì chị sẽ lấy luôn phần của em. Hả? Không đâu, em chỉ nói vậy thôi mà. Cảm ơn cô. La 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 la. Hôm nay mẹ có chuyện gì vui hay sao hả? Đúng vậy, là vì hôm nay chắc có lẽ mình sẽ nhận được tiền. Minji à, thời gian qua bạn bao mình ăn rất là nhiều lần rồi. Để ngày mai mình sẽ bao bạn ăn đã đời luôn. Thật vậy sao? Vậy thì thích quá ha. Thưa mẹ, con mới đi học về. Xảy ra chuyện lớn rồi chị ơi. Hả? Con về rồi sao? Barbie à? Tôi đặt nó ở đâu đây? Anh hãy để nó bên kia giùm tôi. Dạ được. Em nhận thấy làm như vậy thì sẽ tốt hơn là đưa tiền cho các chị. Bởi vì mùa đông sắp tới rồi. Em sẽ trả giá vì dám làm như vậy với chị. Sao? Bạn Đông Su đã mời em đi ăn sinh nhật của bạn ấy. Cô bé Gina mà em thích cũng tới có phải không? Dạ. Không những Gina mà tất cả các bạn ở trong lớp cũng được mời tới dự tiệc luôn á. Nếu như vậy thì vậy thì tụi chị sẽ biết em trở thành người tuyệt nhất trong bữa tiệc đó. Đúng vậy, em sẽ trở thành cậu bé đẹp trai nhất trong bữa tiệc hôm đó. Thật vậy hả? Đương nhiên rồi. Tuyệt. Quá hoàn hảo. Thật chứ, em soi gương có được không? Ôi trời ơi, là sắp tới giờ dự tiệc rồi kìa. Em nên đi liền đi nếu không là trễ giờ đó. Đúng như vậy á. Đi dự tiệc sinh nhật mà lại đi trễ giờ thì không lịch sự chút nào hết trơn á. Em hiểu rồi. Đi chơi vui nha. Cảm ơn các chị nhiều. Gặp lại sau nha. Nhưng mà chúng ta làm vậy có ác quá không? Em nói cái gì vậy? Em đã quên mất cái vụ máy sưởi rồi hay sao? Chị sẽ cho Barbie biết tay cho tới khi nào máy sưởi mới bị hư mới thôi. Chị ơi. Đăng Su ơi, mình tới rồi. Ủa bạn Sơn Ghi. Mặt bạn bị sao vậy? Hả? Mặt của mình bị làm sao hả? Bạn tự nhanh đi. Hè.
quạt mạnh tay lên chút coi. Đủ rồi, tụi em cũng nóng lắm chứ bộ. Tại sao chị lại bắt tụi em phải quạt cho chị như vậy chứ? Chị Mimi nói đúng. Mấy cái đứa này thiệt là... Truyền thống của chúng ta là các em nhỏ phải biết tôn trọng anh chị lớn. Mà trong ba chị em mình, người lớn nhất chính là chị, không phải hay sao chứ? Hai đứa đó, tất cả những gì học được ở trường đều trả lại cho thầy cô hết rồi hay sao hả? Trần Sách có nói điều đó hay sao? Không cần phải truyền nữa đâu. Tiếp đi, những điều cần biết chị vừa dạy cho các em hết rồi. Thôi đi, chị lỡ dẫn chuyện thì có. Các con ơi, mau ra đây đi. Kỳ lạ ghê, giọng của ba nghe không giống như là có mua đồ ăn giặt cho tụi mình đâu. Ba Bi à, em ra xem thử coi sao đi. Em biết rồi. Nhớ chị nghe chưa, nếu có đồ ăn giặt thì phải cho chị biết đó. Mimi còn chờ gì nữa, tiếp tục quạt cho chị đi chứ. Wow, dễ thương quá à, dễ thương thiệt. Trong hộp có gì vậy ba? Nè các con, mau qua đây đi. Một con mèo. Dễ thương quá đi. Bà nghe thấy có tiếng kêu nên đã đi ra coi thử. Sau khi kiểm tra một vòng thì thấy cái hộp này ở trước cổng nhà của mình. Thấy sao nè, nó dễ thương có đúng không? Dạ. Mấy cha con ngồi đó làm gì vậy? Làm ơn mang cái thứ hôi hám này đi đi giùm cái. Sao lại mang về không biết nữa. Hey, sao em lại nói vậy? Trên người của nó đâu có mùi hôi gì đâu. Mà nuôi mày cũng rất tiện nữa chứ. Nó có thể bắt được chuột á. Mày đang làm cái gì vậy hả? Nè, có leo xuống hay không? Nè, leo xuống. Bắt được rồi. Mày dám leo lên đầu của tao ngồi hả? Anh nhìn đi, bên nó cho cố vô để nó leo lên đầu của em ngồi kìa. Với lại con mèo nhỏ xíu như vậy thì làm sao có thể bắt được chuột kia chứ. Chuột bắt nó thì có. Không sao. Anh có nhớ cái vụ cha đu mang về con gà nhưng thực ra là một con đà điểu hay không? Lỡ như nó không phải là mèo mà là một con cọp thì sao? Không phải đâu, nó chắc chắn là mèo mà bà xã. Ở cái này thì anh có thể đảm bảo. Em nói không là không, lập tức mang nó đi khuất mắt em. Nhưng bà xã à, mấy đứa nhỏ nhà mình rất thích nó. Mẹ đồng ý đi. Tại sao mẹ của con lại có thể nhẫn tâm như vậy? Hả? Con nói cái gì? Dạ, mình có thể cho nó ở ngoài sân được mà mẹ. Chứ nó còn nhỏ như vậy mà đem bỏ thì tội nó lắm. Chuyện này đúng đó mẹ, nó chỉ là em bé thôi mà. Nhưng nếu như vậy thì... Mẹ ơi. Ơi, ba bị. Mẹ giữ lại nó đi. Con với các chị sẽ cho nó ăn và tắm rửa cho nó. Chứ giờ mà đuổi nó đi thì tội lắm á mẹ. Ba bị à. Nếu như mẹ vẫn kiên quyết muốn mang em ấy bỏ đi, vậy thì con sẽ trở nên xấu xa và sẽ không nghe lời mẹ nữa đâu. Từ giờ con sẽ không làm ba bị ngoan ngoãn nữa. Mẹ sẽ giống như chị cha đâu. Ê, rồi, mẹ đồng ý. Nhưng từ giờ con đừng nói vậy nữa nghe. Dạ. Mẹ sẽ ghi lại để lần sau xài. Sao em có thể học mấy cái không hay ho chút nào vậy? Nhưng mà nó sẽ không được phép xuất hiện ở trong nhà. Cả bốn người phải tự phân công nhau chăm sóc cho nó thật tốt. Mẹ sẽ không làm gì cho nó hết. Mấy cha con có hiểu chưa? Dạ. Dễ thương quá đi. Em thấy chơi bóng vui quá chừng luôn. Em ấy thật sự rất dễ thương. Chị ơi, chúng ta đặt một cái tên cho em ấy được không? Đúng rồi ha, phải lấy cho em ấy một cái tên ngầu, thiệt là ngầu luôn. Một cái tên mà khi vừa nghe qua lũ chuột phải run rẩy trong sợ hãi. Tom thì sao ta? Cha Đu, em ấy là con gái nên phải đặt tên dễ thương. Em mới nghĩ ra một cái tên Marie Antoinette dễ thương nè. Antoinette cái gì chứ? Tên Tom nghe hay hơn nhiều. Marie Antoinette mới là hay nhất. Các chị ơi, em là người đã năn nỉ mẹ để chúng ta được giữ em ấy. Vì vậy em sẽ đặt tên cho em ấy. Đúng không mèo con? Đúng rồi ha. Những gì Barbie nói nghe cực kỳ hợp lý. Vậy chuyện đặt tên cứ giao cho Barbie đi. Em định lấy tên gì? Vì em ấy có bộ lông màu vàng cho nên tên em ấy là màu vàng. Thấy sao
màu vàng. Em thích cái tên này không? Được rồi, tuy cái tên nghe hơi kỳ nhưng miễn là Barbie muốn thì chúng ta sẽ gọi là màu vàng. Các cô đang làm cái gì vậy hả? Trời ơi, mẹ đã nói là không được phép mang nó vô nhà rồi mà. Trời ơi, mang nó ra ngoài mau lên, không thấy nó vừa dơ vừa hôi nữa hay sao? Nhưng màu vàng đâu có dơ đâu mẹ, em ấy cũng không bị hôi luôn. Màu vàng hả? Màu vàng là tên của nó hay sao? Cái tên màu vàng này nghe qua cũng dễ thương à hen. Má, nhưng dù tên có đẹp hay không vẫn là không. Lập tức mang nó ra ngoài cho mẹ, mau lên. Chuyện gì? Không được đâu màu vàng ơi, mau xuống đây đi. Mày lại chán sống nữa rồi sao? Sao em cứ leo lên đầu mẹ chị chơi hoài vậy, màu vàng? Không sao đâu, ở ngoài sân cũng tốt mà. Ngoài này rộng, em có thể tha hồ chạy nhảy luôn. Góc bên kia chính là vườn rau của mẹ đó. Em muốn chơi ở đâu cũng được, nhưng đừng có qua tới bên đó nha. Ôi trời ơi, ở của tôi, rau diếp của tôi. Có chuyện gì vậy mẹ ơi? Mấy đứa nói đi, đứa nào đã làm rối tung vườn rau của mẹ như vậy hả? Nói mau lên. Không phải con làm đâu mẹ ơi. Con cũng không phải là con. Tụi con sẽ không bao giờ làm rối tung vườn rau của mẹ lên như vậy đâu. Vậy có nghĩa là là màu vàng. Tao sẽ không tha cho mày đâu. Màu vàng ơi, mau chạy đi. Cái đồ phá hoại, bây giờ tao sẽ đem mày ra trại tập trung động vật luôn. Em hãy nghe cho kỹ nha màu vàng. Bọn chị thật sự rất yêu quý em đó. Nhưng nếu như em muốn sống cùng với mọi người thì phải tuân thủ những nội quy ở trong nhà chị. Đúng vậy, trong nhà mẹ chính là bà chủ lớn nhất luôn. Vậy cho nên từ giờ em phải cư xử thiệt đúng đó, có biết chưa? Tao mà tìm được mày là mày sẽ biết tay tao đó mèo con. Dạ xin hỏi ai ạ? Nani An ạ. Mẹ mới lên hả? Tại sao mẹ lại không gọi cho con trước chứ? Mẹ lên thăm con gái của mình cũng phải báo trước hay sao? Sao đây? Vậy mẹ đi về nghe. Trời ơi, không phải như vậy đâu. Con rất vui khi mẹ lên đây chơi. Nani An à, những ngày khó khăn của con đã qua rồi. Dạ, mẹ nói như vậy là có ý gì ạ? Thì hai ngày trước, khi mẹ đang làm việc ngoài đồng cỏ, đột nhiên cuốc của mẹ đụng trúng thứ gì đó rất cứng. Lúc đầu mẹ chỉ nghĩ đó là một tảng đá, nhưng mà ai ngờ mẹ tìm thấy vàng. Đó cũng chính là số vàng này nè. Trời đất ơi, đây thật sự là vàng mà mẹ đã đào được hay sao? 50.000, 100.000, 150.000, 1 triệu quá. Sao mẹ không ở lại ăn tối mà đã đi về rồi? Thôi không cần đâu, mẹ lên thăm cháu gái và cháu trai của mẹ sao? Nhưng mà Nani An nè, hãy sử dụng để có cuộc sống hạnh phúc hơn nghe không? Mẹ ơi mẹ. Cái gì đây? Trời đất ơi, chỉ là một giấc mơ thôi. Nhưng mình lại có cảm giác mình đang cầm cái thứ gì đó trên tay thì phải. Không lẽ là... Trời đất ơi! Lại là mày. Màu vàng à. Thiệt là cái con mèo nhỏ đáng ghét này. Bà xã ơi, em bình tĩnh lại đi. Nó làm như vậy chắc chắn là để trả thù em đó anh. Không phải đâu, anh nghĩ nó làm vậy là muốn tặng quà cho em vì em đã chấp nhận nó ở lại đây mà thôi. Bà nói đúng đó mẹ ơi, con có đọc trong sách thấy người ta nói mèo bắt chuột tặng cho chủ nhân chính là để cảm ơn đó mẹ. Con đừng có nói nữa, sách mà con coi chỉ là truyện tranh hư cấu. Lần sau không biết nó sẽ tấn công hay là khiến cho mẹ tức chết nữa đây. Không nói nhiều nữa, ngày mai mẹ sẽ bán nó cho cửa hàng động vật. Mẹ chịu như vậy là đủ rồi. Con ghét mẹ lắm. Mẹ à.
Không được, không được, không được, mình phải vững vàng. Được rồi, tao sẽ cho mày một ân huệ cuối cùng trước khi bán mày đến cửa hàng động vật. Nó chắc chắn sẽ là của mình. Của mình đã hết từ tuần trước rồi. Bây giờ môi mình đang co giật vì không thể ăn giặt đây. Con muốn ra tay luôn. Đó là gì vậy? À, đúng rồi ha. Tiệm kem gần đây đang khuyến mãi á. Họ bán kem ốc khổng lồ Tornado với giá siêu mềm. Chỉ trong hôm nay thôi. À, kem khổng lồ Tornado sao? Minchi à, có giảm giá còn bao nhiêu vậy? Chỉ có 500 thôi à mẹ ơi, đây là lần cuối cùng đó. Mẹ không biết gì hết, con đừng có nói nữa. Ôi trời ơi, không thể tin là con lại cố gắng để xin 500 won đó nha. Ba cho con 500 won đi đi mà ba. 50 won ba con không có nữa. Biết vậy sao từ đầu con không chịu tiết kiệm. Mẹ ơi, mẹ muốn sai con làm gì cũng được hết. Đây, nhớ tiết kiệm á. Dạ, con biết rồi mẹ. Minchi à, là mình nè. Tụi mình mau chị đi ơi, mua kem ốc khổng lồ Tornado trước khi nó. Không được. Cái khe này nhỏ quá đi, tay của mình không giới tới được. Hai đứa mau đi lấy cho chị cái cây lau bụi, nhanh lên. Đường tới rồi, hình như dưới này có cái gì đó. Sẽ trở thành lịch sử luôn. Mau vô trong đó đi. Mimi à, Barbie nữa, không được nói với mẹ về bạn ấy, biết chưa? Hai đứa hiểu rồi chứ? Mình tưởng bạn muốn tới nhà mình chơi chứ, sao lại rủ mình đi? Hôm nay ba mẹ của bạn đi vắng hả? Mình nói nghe nè, mọi người hãy giúp mình đẩy cái tủ quần áo này ra đi. Nữa đi, cố gắng lên. Chỉ một chút nữa thôi, sắp được rồi kìa. Làm tốt lắm. Ê, có cái gì ở bên đó vậy? Chính là cái lỗ này. Đó là chuột chuỗi mà.
Bạn nói đó là chuột chuỗi hả? Chị ơi, nhìn nó nè. Sao mà con chuột chuỗi đó có thể sống ở đây được vậy? Nhìn nó như em bé. Nó đáng yêu quá. Các bạn nhìn kìa, hình như em ấy đang đói lắm thì phải. Mẹ của em ấy đâu, không lẽ là trẻ mồ côi sao? Em ấy không có mồ côi, bạn đừng có nói như vậy chứ. Em ấy vẫn còn có tuổi mình mà, có đúng không, Đu Đu? Đu Đu. Sao hả? Em có thích cái tên của mình không, Đu Đu? Không được đâu, Cha Đu à. Chuột chuỗi là động vật hoang dã, vậy nên bạn không thể đem nó về nhà làm thú cưng được. Với lại ba mẹ của nó sẽ rất lo lắng nếu như không. Ê, má bỏ ra. Mấy đứa ơi, coi đến chơi hả? Đang ở trong phòng của ba mẹ. Cho ba mẹ thấy nó. Mau về trong đó đi, Đu Đu à. Nhanh lên, đẩy tủ quần áo về vị trí cũ ngay lập tức. Mấy đứa bị cái gì vậy hả? Ngon quá đi à. Rồi cho nên mẹ sẽ mua 7 về đặt. Còn nữa, trên bánh mì này có thuốc chuột, mấy đứa không được ăn đâu, có biết chưa? Thuốc chuột hả mẹ? Tối nay mấy đứa bị cái gì vậy hả? Đu Đu ơi, Đu Đu à, có gì đó không hay rồi. Bình thường kêu một tiếng là em ấy lên liền mà. Đu Đu ơi! Đu Đu ăn chú uống chuột rồi, bác sĩ ơi, mau cứu em ấy đi. Bác sĩ làm sao thấy cứu em ấy đây? Mấy đứa làm cái gì vậy? Chị hai, Đu Đu sẽ không sao chứ? Em ấy đang bệnh mà, để em ấy về hàng như vậy có ổn không? Nguyên ngày hôm nay em ấy hầu như không ăn được cái gì hết. Chắc giờ này ba mẹ ngủ hết rồi, có đúng không? Phải tin tưởng Đu Đu, chắc là em ấy sẽ tốt lên thôi. Em thấy vui quá chị ơi. Bà xã à, hình như là trên mặt của anh có mùi gì đó ngộ ngộ đúng không? Anh hỏi câu đó là có ý gì hả? Mà tối nay có bao nhiêu người qua nhà mình hả? Nếu tính luôn cả giám đốc thì có khoảng 3-4 người. Lần này anh sẽ được đánh giá về việc thăng chức. Em ráng thể hiện cho tốt nha. Wow, chị Trôi, công nhận chị khéo tay thiệt đó nha. Cũng đơn giản thôi mà, chắc là mọi người đã đói rồi, mau ngồi xuống ăn đi. Tụi con chào cô chú. Ôi trời, được rồi, được rồi. Quản lý Trôi, mấy đứa nhỏ nhà cậu ngoan quá đi. Dạ, sếp quá khen, sếp làm em thấy xấu hổ quá đi. Quản lý Trôi nè, anh có thể đưa chúng tôi đi tham quan nhà anh được không? Hả? Hôm nay không được đâu. Trời ơi, mấy cái đứa này, sao các con lại không dọn phòng hả? Lập tức dọn phòng, mau lên. Không được đâu mẹ ơi. Thôi được rồi, không sao đâu. Dù gì đây cũng là phòng của bọn trẻ mà. Tính ra thì căn phòng này cũng dễ thương đó chứ. Con tên là Cha Đu hả? Không biết con ở trường. Ôi trời ơi, giám đốc ơi, giám đốc có làm sao không? Giám đốc có làm sao không? Trời ơi, trời, có chuyện gì đang xảy ra vậy?
Xin lỗi giám đốc nhiều lắm, tôi cũng không biết là sàn nhà lại bị hư. Không, thật ra là chỉ có chút vấn đề nhỏ thôi. Vậy phòng này không có vấn đề gì chứ? Dạ, phòng này thì không vấn đề gì. Chào cả nhà, chúng tôi xin phép đi về đây. Chuyện này đúng là quá hoang đường mà. Ai đời lại mang chuột chuỗi làm thú cưng chứ? Mày đúng không phải? Có ai ở nhà không? Chúng tôi là dịch vụ bảo trợ động vật hoang dã đây. Dạ, mời vào. Chú Rô à, em mau chạy đi. Rắc rối rồi, nó di chuyển nhanh quá. Mau lên che hết mấy cái lỗ lại. Cho tụi con nói lời tạm biệt với nó đi chú ơi. Chú xin lỗi nha, bây giờ tụi chú phải đi đến một địa điểm khác rồi. Mẹ con Ly Hạo. Lên được kìa, lên được kìa, đánh đây, đánh đây, đánh lên. Đúng rồi. Hay rồi á. Nó chui xuống kìa. Ê, con chuột chuỗi đâu mất rồi? Sao nó có thể thoát ra được chứ? Chán thiệt, lại thua nữa rồi. Thôi đi đi. Nếu có chuột thiệt chắc vui hơn á. Tất nhiên rồi. Cha Đu à, chờ mình với. Sao bạn buồn vậy? Có chuyện gì hả? Bye bye. Bản đan ghi chính là ngài tàn nhang, chính là ngài tàn nhang, chính là ngài tàn nhang, đồ tàn nhang, đồ tàn nhang. Trời cha đu, em làm gì vậy? Các bạn đã nói cho cô biết em chính là người đầu tư những trò chọc ghẹo những bạn khác. Tại sao em lại làm như vậy hả? Giờ em hãy mau giải thích cho cô nghe. Thưa cô, em chỉ giỡn cho vui thôi. Cái gì? Cô à, em chỉ giỡn chút cho vui thôi chứ có làm gì quá đáng đâu. Chính cô cũng biết rõ mà. Ở trong lớp, em chính là người phụ trách làm cho các bạn cười. Chết 50 lần câu em xin lỗi mai nộp cho cô. Và phải có con cháu của phụ huynh nữa. Ngon nè, tủa nè. Cha Đu à, con có rồi, mau đang tối đi. Làm xong bài tập con sẽ ăn sao? Cha Đu vừa mới nói cái gì, mình có nghe lầm không ta? Thì mình đã sẵn sàng. Mình đã chép phạt xong rồi. Giờ chỉ cần lấy được con dấu của mẹ nữa là có thể ngủ ngon. Ngón gót, ngón gót. Coi nè. Ở đâu ta? Ở đâu? Ở đâu? Nó đây rồi. Đã tìm thấy rồi. Là ai đó? Có trộm, có trộm. Mẹ ơi, là con Cha Đu đây. Vậy có nghĩa là con lén lấy con dấu của mẹ để đóng lên bài chép phạt của mình. Con bị cô giáo bắt chép phạt, sao dám nói dối là làm bài tập chứ? Nhưng mà con có làm gì sai đâu. Giơ tay lên. Con chỉ đùa giỡn với các bạn ở trong lớp mà thôi. Bắt con chép phạt như vậy là hơi quá khắt khe. Có đúng không mẹ? Gì hả?
Vì con không muốn làm ba mẹ phải lo lắng chỉ vì bài chép phạt, bởi nó không quan trọng gì hết, nên con mới lén lấy con dấu thôi. Ôi trời, con thật sự là một người rất tuyệt vời. Từ giờ trở đi, mọi người ở trên thế giới này cần phải ca ngợi và cúi đầu trước mặt con, đúng chứ con? Cái gì hả? Chỉ đùa giỡn với các bạn mà thôi. Chọc ghẹo bạn học chỉ là đùa giỡn thôi hả con? Vì ai cũng nghĩ rất là vui mà. Thôi rồi. Vậy thì người bạn con chọc ghẹo thì sao? Người bạn đó có cảm thấy vui hay không? Con có nghĩ tới cảm giác của bạn đó hay không vậy? Danji đâu có nói là bạn ấy hỏng thích đâu. Chadu à, nhớ lại lúc trước khi ba còn trẻ, cũng do ba có chiều cao thấp hơn so với những bạn trai khác cùng lớp, chính vì vậy ba luôn phải ngồi ở đằng trước. Không biết tại sao gọi bạn ấy là kẹo dẻo không? Sao lại gọi vậy? Vì bạn ấy nhỏ như kẹo dẻo vậy đó. Ủa? Nè, bạn thực sự đứng lên rồi đó hả? Vậy mà cứ tưởng bạn vẫn đang ngồi á chứ. Đúng rồi. Nè, đừng có chọc ghẹo mình. Vậy thì sao? Tụi mình cứ muốn chọc ghẹo bạn đó. Bạn định sẽ làm gì tụi mình đây? Hả? Để đánh mình sao? Phải, đánh thử coi. Ơi, mình đói bụng quá. Lấy cho mình miếng bánh mì coi. Sao mình phải đi lấy hả? Không chịu hả? Đi mau đi. Kể từ hôm nay trở đi, bạn phải xách cặp cho tụi mình. Sao, không chịu hả? Nè, muốn chết hả? Ôi, và cũng từ bây giờ bạn là bé tí teo. Đó chính là biệt danh mình đặt cho bạn đó nha. Tại vì bạn lùn quá nên khó có thể nhìn thấy được mà. Bé tí teo, mang cặp của tụi mình cẩn thận đó biết chưa? Chọc kẹo bạn ấy vui quá trời luôn đúng không? Chắc chắn rồi. Ba ơi. Ơi mình nè, chuyện qua rồi. Nghĩ lại vẫn thấy rất đau lòng. Anh mới đúng là kẻ nói dối. Anh chính là kẹ chuyên gây rắc rối thì có. Anh đẹp bà xã, làm sao mà em biết được vậy hả? Mẹ anh đã kể hết với em rồi. Mẹ nói là anh không lo học, lúc nào cũng chỉ la cà phá phách với bạn bè mà thôi hả? Nhưng mà em có cần phải đem chuyện đó ra nói lúc này hay không vậy? Bộ không lẽ em phải im lặng khi biết anh đang nói dối trước mặt con của mình hay sao? Vậy liệu có tốt hay không khi nói với con rằng ba nó là kẻ gây rắc rối hả? Còn em thì sao chứ? Anh còn biết trước khi lên trung học em cũng từng là một nữ sinh nghịch ngợm ở trong trường á. Ôi trời ơi, em thật sự không có như vậy. Ai nói với anh? Em hay gái à. Của em đã kể hết đó. Ôi trời, hả? Chơi cha đu nè, chơi cha đu. Tất cả đều là lỗi của anh hết. Ai nói là lỗi của anh? Đó là lỗi của em mới đúng. Chứ ít ra thì anh cũng đã cố gắng. Giờ không phải là lúc mình cãi nhau. Làm sao để cha đu hiểu là nó đã gây ra chuyện gì ta? Mình ơi, sao chúng ta không thử cách này? Cách gì? Món gì thơm quá vậy? Mẹ ơi, bữa sáng có gì vậy mẹ? Mẹ ơi, mẹ không nghe con nói sao? Ba ơi, mẹ bị làm sao vậy? Bộ có chuyện gì sao? Mimi à, Papi à, dậy đi, bữa ăn sáng xong rồi. Ôi trời đất ơi, giờ này mà vẫn còn ngủ hả? Ba ơi, có chuyện gì vậy ba? Dạ đau quá, bụng của mình. Trời ơi, phải đi vệ sinh mới được. Mẹ ơi, con thích quá. Tất cả mọi món mà mẹ nấu đều ngon nhất trần đời. Vậy sao? Con trai yêu quý của mẹ. Nói thiệt nha, mẹ cũng rất gì thích chứ? Sao hồi nãy mẹ lại làm thơm mình? Mẹ ơi, vậy còn con thì sao? Đúng rồi, còn con nữa. Mẹ quên mất, là đứa con gái thứ hai của mẹ. Mimi à, mẹ thật hạnh phúc khi nấu thức ăn cho con. Đúng vậy. Còn phần ba, mỗi ngày đều cố gắng làm việc chăm chỉ để có tiền mua thức ăn ngon cho các con đó nha. Còn con nữa. Ôi trời ơi, hả? Mới đây đã sắp tới giờ đi làm rồi sao? Mình ơi, nhanh lên đi, có chừng trễ giờ. Phải, đúng rồi đó, anh phải chuẩn bị đi làm thôi. Lại giả giờ không nghe thấy con nói. Tại sao lại giả giờ không nhìn thấy con? Tại sao? Ba mẹ thiệt là xấu quá đi.
gì vậy? Ba mẹ làm vậy là muốn giỡn với con chút thôi mà. Đúng như vậy, ba mẹ chỉ giỡn với con một chút thôi. Con cảm thấy bị tổn thương, có đúng không? Con nghĩ điều ba mẹ làm có vui không? Nếu con ở vị trí của người đó, nó có thể khiến con bị tổn thương. Vậy con đã hiểu chưa? Bây giờ con đã hiểu được cảm giác của người bạn bị con chọc ghẹo rồi chưa hả? Hả? Con không biết. Giờ con đi học đây. Hả chị ơi, chờ em đi chung với. Chị ơi. Trời ơi, bạn bỏ đỡ rồi hả? Thật sự là vui lắm á. Mi Mi mập kìa. Mi Mi mập. Mi Mi mập như con kia. Mi Mi mập. Mi Mi mập như con kia. Mi thiệt là quá đáng. Sao vô ta? Sao các em dám chọc ghẹo em gái Mi Mi của chị chứ? Dạ tụi em chỉ giỡn chút xíu cho vui thôi. Vậy là giỡn cho vui đó hả? Mi Mi đang khóc kia kìa, con biết là bị tổn thương rồi đó. Vậy mà dám nói là giỡn cho vui thôi sao? Chị ơi, có chuyện gì vậy? Chị có ổn không? Sao chị không la họ nữa vậy? Để họ khỏi chọc ghẹo em. Nhưng mà chị không có quyền la bất kỳ ai. Chị ơi, chờ em với. Sao chị đột nhiên bỏ đi gấp quá vậy hả? Chờ em với. Lúc giết em có suy nghĩ gì không? Dạ có. Em không biết việc chọc ghẹo của em có thể sẽ làm tổn thương tới một người nào đó như vậy. Từ nay trở đi, em sẽ không bao giờ đùa giỡn hay chế giễu bất kỳ ai nữa đâu. Ồ, thật tốt quá. Em đã hiểu được bài học của mình rồi đó. Nhưng mà cô ơi, bây giờ nếu như em muốn đối xử tốt với bạn Dangi thì em phải làm sao thưa cô? Bất cứ việc gì mà em làm, nếu em có thể bày tỏ được sự quan tâm của em đối với Dangi, bạn ấy cũng đều thích em à. Thật như vậy hả cô? Tất nhiên rồi. Món quà gì để thể hiện sự quan tâm với Dangi đây? Mình biết rồi. Nè Chado, gì vậy? Bạn định làm gì với cây bút sáng của mình vậy? Dangi à, sẽ không còn ai chọc ghẹo mấy cái nốt tàn nhang của bạn nữa đâu. Gì hả? Thật sự bạn muốn thử sao? Bạn không cần phải cảm ơn mình gì hết. Cứ xem như là món quà chuộc lỗi vì mình đã chọc ghẹo bạn suốt thời gian vừa qua. Chuyện này thật sự không có gì đâu à. Chúng ta là bạn bè mà. Mình chỉ làm những chuyện cần phải làm thôi. Chuyện này đã làm bạn cảm động lắm có đúng không? Mình biết ngay mà. Trời cha đu, thật sự cô không hiểu nổi. Lần này em đã chết.